Vì có cuộc trưa nay cho nên là mới phải quay. Rồi. Chứ không thì những đàn lính là phải cả mấy năm nay không hoạt động. Trưa nay là 50 năm nhá, từ ngày Covid giờ là chiều nay cái đàn nhá. Rồi, ok. Covid là giờ mới nó bàn những cái gặp nhau. Đấy. Mà riêng Lâm Vũ thì 2 năm rồi mới gặp. Thì Covid thì cũng 2 năm rồi. Đấy. 5 năm rồi. Lâm Vũ gặp một lần rồi. Covid là 2 năm rồi. À, mình để cho nói nung na thế, kêu thế. Không phải vì tầm này nó quá thế nào mà sao ba? À đúng rồi, nó quá thế nào sao ba? Có một lần trước đi sao ba thì có những năm chưa thấy. Cảm thông chưa? Tầm này là nó quá thế nào? Thank you.
kia là nước nào.